hồ thủy điện Thác Bà tiếp tục mở cửa xả lũ. Đồng bộ dữ liệu lúc 12 giờ 20 phút ngày 16 tháng 9, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Thác Bà là 57,91 m, thấp hơn mực nước dân bình thường theo quy định là 58 m. Trong tương quan mực nước chết không thể vận hành các tổ máy phát điện là 46 m. Cùng thời điểm, nước về hồ là 596 m khối trên dây, trong khi tổng lượng xả là 1.559 m khối trên dây, bao gồm xả qua các tổ máy phát điện gần 290 m khối trên dây. Tại thời điểm này, thủy điện Thác Bà vẫn duy trì hai cửa xả, so với những ngày cao điểm vừa qua phải mở toàn bộ ba cửa xả. Điều hành đóng mở cửa xả và mùa mưa lũ hiện theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai. Việc đóng bớt một cửa xả được thực hiện đêm 13 tháng 9 theo lệnh của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi hồ Thác Bà đã an toàn. Ông Nguyễn Văn Quyền, Tổng giám đốc công ty cổ phần thủy điện Thác Bà cho biết đang tiếp tục hạ thấp hơn nữa mực nước trong hồ lý do là theo cơ quan khí tượng thủy văn một áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên khu vực tây thái bình dương dự báo trưa mai áp thấp nhiệt đới này sẽ vượt philippines tiến vào biển đông khi áp thấp nhiệt đới này vào gần hơn có thể gây mưa lớn trở lại vùng đầu nguồn thác bà như thế hồ thủy điện thác bà cần tiếp tục mở cửa xả giảm sâu hơn nữa mực nước trong hồ chuẩn bị dung tích đón lũ